Nam Trà My, vùng đất nằm dưới chân núi Ngọc Linh, cao 2.598m, là nơi bắt nguồn của dòng sông Tranh kỳ vĩ với những thác ghềnh tung bột trắng ngần. Dòng sông Tranh được thiên nhiên ban tặng nhiều loại thủy sản tự nhiên như cá niên, cá chình, cá măng và nhiều loại thủy sản quý hiếm. Do có giá trị kinh tế cao nên tình trạng sử dụng mình, sung điện để khai thác theo kiểu tận diệt khiến cho nguồn lợi thủy sản trên sông Tranh bị cạn kiệt, thậm chí nhiều loại cá đặc trưng có nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng đối với người dân Xê Đăng có bản tính thật thà, chất phác thì lại luôn biết trân trọng bảo tồn những sản vật mà thiên nhiên ban tặng dưới dòng sông Tranh. Họ đánh bắt cá bằng phương pháp thủ công hết sức đơn giản để khai thác và gìn giữ sản vật bền vững cho muôn đời sau. Ở Việt Nam, cá niên còn biết đến với tên gọi là cá liên, cá mắt, cá sình cao. Loài cá này sinh trưởng tự nhiên trên khắp các sông suối thuộc các huyện miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Ở Quảng Nam, chúng có mặt ở các sông suối trên địa bàn các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang. Nhưng nhiều và ngon nhất là cá niên sống trên phía thượng nguồn sông Tranh qua huyện Nam Trà My. Nhìn bề ngoài, hình dạng cá niên hơi giống cá chép nhưng thân hình thon thả hơn. Khi trưởng thành, to bằng 3 ngón tay người lớn ghép lại và dài khoảng 30cm. Đặc biệt, cá niên có màu ánh bạc và phần vây pha chút màu vàng nhạt, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Loài cá này chiếm số lượng nhiều nhất ở sông Tranh. Bình quân mỗi năm người dân Nam Trà My khai thác được hơn 3 tấn. Đây là ngôi làng Long Túc, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, nơi định cư lâu đời của hơn 100 hộ gia đình người Xê Đăng ở phía thượng nguồn sông Tranh. Từ hàng nghìn năm qua, dân làng Long Túc đã biết cách khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên để phục vụ đời sống hàng ngày. Họ sử dụng khenen hay còn gọi là súng để bắn các loại cá sống dưới dòng sông Tranh, trong đó chủ yếu là cá niên. Hôm nay chúng tôi theo chân với nhóm anh Thư và anh Nút ở làng Long Túc để tìm hiểu quy trình săn cá niên theo phương pháp truyền thống của người Xê Đăng. Một cách làm sáng tạo vừa đảm bảo nguồn thực phẩm, vừa tăng thu nhập gia đình và bảo vệ mẹ thiên nhiên. Để săn được con cá niên thì đòi hỏi súng gỗ phải được chế tác đúng kỹ thuật, đảm bảo độ chính xác cao. Đây là khâu quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của chuyến đi săn cá. Cái giai đoạn làm súng bắn cá nên là đầu tiên là chọn khúc gỗ. Khúc gỗ thứ nhất là gỗ là phải thẳng, đẹp, rồi không bị mọt, sâu ăn. Khi làm cái thân súng xong rồi bắt đầu là làm mũi tên. Mũi tên phải chọn lỗ ô là cũng phải thẳng, đẹp. Mũi tên thì được chọn bởi dù, sắc dù, phải chọn cái dù thẳng. Cò thì phải làm, thường thường chọn những cái chắc chắn nhất để làm. Bởi vì cò là quan trọng, với lại quan trọng hơn. Cò mà không chắc chắn là đôi khi mình bán là lên là tự bán là bung ra. Theo kinh nghiệm của người Xê Đăng, thời gian thuận tiện nhất để săn cá niên là vào khoảng tháng 5, tháng 6 khi dòng nước sông Tranh êm đềm và cạn hơn mùa mưa. Hơn nữa thời điểm này cá đã sinh sản xong nên cũng không gây ảnh hưởng tới sự phát triển tăng đàn. Anh Nút và anh Thư là hai thanh niên có kỹ năng săn cá niên giỏi nhất làng Long Túc. Họ chỉ cần đi dọc bờ sông quan sát từng đoạn thác là biết khu vực nào cá niên trú ẩn nhiều. Theo kinh nghiệm em thì coi cái chỗ nào mà anh kiểu như là chỗ nào đẹp đẹp đó, kiểu như không có mặn nước, anh có đá nhiều là em biết chỗ nước cá tồn tại chỗ nước, gọi là anh
nước không mạnh dễ bắn nữa. Chứ nhiều chỗ mà mình thấy nó đẹp, mình lặn cũng không có cá. Thì theo kinh nghiệm mình lặn được lâu ngày, lâu năm rồi mình lặn thì mình mới biết chỗ nào có cá. Người dân Nam Trà My có câu ví nhất trình, nhì chiên, tam niên, tứ khóa để nói về bốn loại cá ngon thuộc hàng hảo hạng sinh trưởng trên dòng sông Tranh. Trong đó, cá niên đứng vị trí thứ ba. Loại cá này có số lượng nhiều nhất và chỉ sống ở khu vực thác Ghềnh, nguồn nước chảy xiết quanh năm. Ngay cả khi vào mùa sinh sản, cá niên cũng đẻ trứng giữa dòng, trứng bám vào đá cho đến lúc nở ra. Với người xây đăng, trong quá trình săn cá cũng có sự chọn lọc rất kỹ. Lễ làng cũng có quy định người dân chỉ được săn những con cá trưởng thành, còn cá nhỏ đang sinh trưởng thì phải bảo vệ như của để dành, vì đây là tài sản chung của cộng đồng. Bọn em lặng, bọn em thấy được mấy con cá nhỏ, hắn ở dưới khe đá hắn nhiều lắm. Bọn em cũng nửa để bán, vì là mình bán hắn cũng ăn cũng đủ, nhưng cái để dành. Với lại mấy con mà hắn đang có chữ, dù như gần đẻ, sinh sản thì bọn em cũng không bán. Thì mới em kiếm mấy con nào mà to to kiểu như không phải con sinh sản mà lại con nhỏ thì mới mới bán. Ví dụ như con to thì bán thì mới có giá hơn, chứ mấy con nhỏ bán cũng vô ích, bán đem về nói chung ăn cũng không đủ. Cá niên thường sống theo đàn, chúng luôn bơi ngược dòng nước xiết nhưng không bao giờ vượt thác. Do phải thường xuyên gồng mình chống chọi sức nước nên thân hình cá niên rất rắn chắc, nhanh nhạy. Loài cá này chỉ trú ngụ trong các hốc đá dưới chân thác nên rất khó bắt. Thời điểm lý tưởng để săn cá niên là vào những ngày không có mưa, nước sông trong lành nên dễ phát hiện. Vì loài cá niên bơi rất khỏe và những người thợ săn phải nín thở ngập sâu dưới dòng nước chảy xiết để đuổi theo nên đưa được con cá lên bờ không phải là chuyện đơn giản. Đã có nhiều trường hợp bị thương do va vào đá hoặc bị sặc nước do mải mê bám theo con cá niên. Nhưng với kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ và sự luyện tập thường xuyên nên anh Nút, anh Thư nắm được kỹ thuật săn cá niên rất điêu luyện. Bắn thì cũng khó lắm, nhiều con cá sống ở khe đá rồi đó. Sống ở khe đá thì bắn cá niên trên đi thì cũng khó, vừa lại nhiều cái lặn xuống trên xuống mất hơi thở thì phải nhảy lên lại. Bắn cá thì phải cần có hơi thở thật sâu hắn mới bắn được cá to. Hơi thở thật lâu để bắn dần mình xuống dưới nước, mình nhìn thở được lâu thì kiếm được nhiều cá hơn. Vừa lại nhiều cái gặp được cá to thì mình thở không được dài phút thì cũng không bắt được cá.
Để săn được con cá niên dưới sông Tranh, đòi hỏi người đó phải có sức khỏe phi thường. Những khu vực nước sâu phải dùng pin soi mới bắt được cá niên. Dụng cụ để họ đi săn chỉ vỏn vẹn là chiếc súng cao su gỗ và kính lặn tự chế. Do nước ở thượng nguồn sông Tranh luôn ở mức khoảng 17 độ C vào mùa hè, nên quá trình săn cá niên cũng phải có thời gian nhất định nhằm tránh cơ thể bị cóng, dẫn đến tai nạn nguy hiểm. Kinh nghiệm của anh Nuốt, anh Thư là lặn nước khoảng 30 phút thì phải lên bờ sưởi ấm. Khi nào cơ thể cảm thấy khỏe lại thì mới tiếp tục ngâm mình dưới lòng sông để săn cá. Dù ánh trời nắng thì mình cũng cảm thấy lạnh, mà hơi nắng, nói chung là nắng không đủ để mình ấm, để mình lặn tiếp. Thì mình cần phải đốt lửa, đốt củi để sưởi ấm, rồi mình còn lặn được thêm, được nói chung là được lâu dài hơn. Chứ nắng thì anh cũng không làm cho mình ấm áp như hồi ban đầu. Thức ăn chính của loài cá niên là loài rong rêu bám vào đá, nên có thịt sạch sẽ, chất, ngọt và thơm. Nhờ sống ở nơi thượng nguồn sông Tranh với thiên nhiên trong lành, không bị nhiễm độc nên cá niên nơi đây có chất lượng ngon nhất, chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Là nguyên liệu để chế biến thành nhiều món ngon và đặc sản của địa phương. Phổ biến nhất là cá niên nấu rau rừng cùng các món nướng, chiên giòn. Cá niên có thể đem làm gỏi, hấp, kho nghệ, nhưng ngon nhất, đặc trưng nhất theo ẩm thực của người Tây Đăng phải kể đến là món cá niên hơ lửa ngọn, chấm với muối ớt. Cá khi được hơ chín từ từ sẽ có vị béo, bùi, dai của thịt, giòn và ngọt của xương và vị đắng nhẹ của ruột cá. Đối với các nhà hàng thì cá niên dùng để xáo măng, hấp hành hoặc nấu với lá khổ qua rừng. Ruột cá niên sẽ tách riêng đem chưng với trứng gà, được nhiều người ưa thích và có tác dụng giúp sáng mắt. Cá niên bây giờ trở thành món đặc sản của Nam Trà My, mà mỗi khi có khách phương xa ghé qua cũng phải dừng chân nghỉ lại để được thưởng thức hương vị của núi rừng Ngọc Linh. Chính vì thế, nghề săn cá niên ở Long Túc không chỉ mang tính tiêu khiển để bổ sung thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày, mà giờ đây còn là nghề hái ra khá nhiều tiền. Bọn em lên Long Túc đi thì bảo vệ cá vì có quyền lợi riêng cho mình. Sau này ăn cá nhiều thì thiếu tiền thì mình đi lặn, không thì mình đi rải lưới cả đêm để kiếm tiền. Kiếm tiền như là kiểu đi bán, kiếm tiền để phục vụ gia đình trong cuộc sống của mình. Thì được 1 ký hoặc 2 ký, một đêm nữa kiếm được 200-300 nghìn. Do cá niên được ưa chuộng khá nhiều nên lượng cung không đủ cầu. Chính vì thế mà tình trạng một số đối tượng sử dụng hóa chất, sung điện, nổ mìn để đánh bắt cá theo kiểu tận diệt đang đe dọa đến loài cá niên và nhiều loài thủy sinh quý hiếm dưới dòng sông Tranh. Nhưng ở nơi thượng nguồn như ở Long Túc, người Tây Đăng luôn nêu cao ý thức bảo vệ thiên nhiên. Họ trân quý từng sản vật mà đất trời đã ban tặng. Như trước đây thì bọn em bắt trường hợp họ đi xâm phạm lên suối của mình nhiều lắm, mà trừ thì bọn em cũng bảo vệ được rồi. Nói chung cũng lâu lâu họ mới xuất hiện lần, lâu lâu họ mới đi chích cá đánh mìn một lần. Thì nhiều cái mấy ông đi chài đó, họ đi ra ngoài suối họ thấy cái họ chạy về, họ nói với dân làng để dân làng xuống xua đuổi họ về. Nhiều cái thu gom được cái thuốc mìn, cái kíp với lại ba cái, ví dụ như 3-4 cái điện dí của họ đó, điện chích cá, em cũng bắt được nhiều rồi. Chứ mình đánh mìn mấy con cá nhỏ thì cũng chết, mấy con ví dụ như con to thì họ bắt không bắt hết, nó chúng đánh mìn thì anh phá hết sạch, chứ không phải mình đi chài đi lặn thì mình đi kiếm cá vừa để bán cá to, chứ mấy cá nhỏ mình bắn cũng ví dụ như cũng uổng lắm. Nói chung là bà con trên này á thì
quý trọng cá niên rất nhiều. Vì bà con bây giờ cá tiền để sống bằng cái lưới, bằng chài, bằng súng gỗ để cá tiền để sống. Thì chúng tôi không muốn được một ai mà đụng đến đây là bằng mìn hoặc là hóa chất hoặc là dí điện thì bọn tôi có thể phạt nặng lắm. Bọn tôi để cho giữ cho cái sông này để cho vì cái là bà con là không còn làm không có tiền để mua thì bọn tôi là phải làm bằng lưới bằng chài để có tiền để sống cho bà con trong xóm trong làng. Kết thúc chuyến đi sang hôm nay, nhóm anh Nút thu hoạch được hơn 3 kg cá niên. Nếu săn cá vào ban đêm thì sản lượng cá có thể tăng gấp đôi vì cá bơi chậm rất dễ bắn nhưng mức độ nguy hiểm cũng tăng gấp đôi. Thành quả chuyến đi sang hôm nay, ngoài việc để lại cho gia đình sử dụng, nhóm anh Nút cũng biếu cho hàng xóm để thể hiện tính cấu kết cộng đồng khi có được lọc sông nước. Nhờ nêu cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên mà dân làng Long Túc có cá ăn quanh năm, dù biết giá trị kinh tế của cá niên là rất lớn, nhưng người xây đăng nơi đây không bị cuốn hút bởi sức mạnh đồng tiền để hủy hoại thiên nhiên. Thay vào đó, họ luôn biết trân trọng, bảo tồn, khai thác bền vững những sản vật quý mà mẹ sông Tranh ban tặng và kiên quyết đấu tranh chống lại các hành vi tận diệt môi trường thủy sinh. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ môi trường sinh thái vốn đang bị đe dọa bởi bàn tay con người. Từ cách mà người dân Long Túc gìn giữ thiên nhiên, nhìn về phía hạ du, nơi những dòng sông, vùng biển đang bị các loại chất thải độc hại bức tử hàng ngày mà thấy xót xa. Theo ở trên này, dân ở trên này bình thường xem trên báo, trên TV, thấy dưới đồng bằng bình thường tháo hóa chất ra làm chết con cá, rất là đau lòng. Dân đồng bào ở đây bảo vệ bằng không cho đánh mình châm điện nè, rồi về hóa chất khác nữa. Rất là đồng bào trên này rất là gìn giữ cái nguồn nước và lại mọi thứ cá ở dưới sông dưới suối. Thông qua tập quán săn bắn thô sơ dựa vào thiên nhiên để sinh tồn, từ hàng nghìn năm qua đã hình thành nên nét văn hóa đặc trưng của người Xê Đăng. Hàng năm, dân làng đều dâng tiến lễ Phật, tổ chức lễ cúng thần rừng, thần sông để tạ ơn đất trời đã ban cho cuộc sống no ấm quanh năm và cầu mong sông núi yên bình cho nhiều cá tôm. Đó cũng là cách để giáo huấn cho các thế hệ người Xê Đăng về triết lý bảo vệ thiên nhiên nơi ngọn nguồn sông Tranh.